Em Hồng Anh gửi lời chào đến anh em đam mê audio trên toàn quốc. Cảm ơn kênh đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với em Hồng Anh các anh nhé. Các anh mới vào vui lòng ấn đăng ký kênh, nhấn chuông và nhấn theo dõi để tránh bỏ lỡ những cái sản phẩm hay tốt về hàng ngày. Nếu thấy clip của em hay và bổ ích, rất mong các anh cho em một like để động viên khích lệ tinh thần. Rất cảm ơn các anh. Mọi thông tin các anh liên hệ với em qua số điện thoại 086-688-0998 các anh nhé. Biết cuộc chơi của các anh muốn đầu tư nhiều tiền hay ít tiền, nhưng mà việc đầu tiên trong cuộc chơi hãy cố gắng là mua lấy sản phẩm chuẩn xịn cái đã các anh ạ. Như vậy cũng là một cái tham chiếu để cho cuộc chơi của các anh được hiệu quả hơn, cũng như là bớt loay hoay và tốn kém các anh nhé. Rất nhiều những cái sản phẩm ở trên thị trường thì các anh rất là khó biết là đâu là hàng xịn, đâu là hàng không xịn, đâu là hàng Trung Quốc sản xuất. Và rất nhiều người bán thì mập mờ ở trong cái việc này. Tất nhiên là với nhiều anh em bán thì nói rõ ra thì không vấn đề gì, nhưng nhiều anh em họ sẽ nói khiến cho người mới chơi không thể hiểu được. Bản thân em cũng tiếp xúc với rất nhiều anh em mua phải hàng không tốt, không chuẩn rồi. Thà là mình mua được hàng chuẩn còn hơn rằng là mình mua phải hàng đẻo nhưng mình nghĩ đấy là hàng chuẩn các anh ạ. Thế tất cả thì vẫn dựa trên là cái trải nghiệm của cá nhân thôi. Hoặc là gặp được anh em nào mà bán chuẩn thì ok, không vấn đề gì. Cái tư duy này thì nó cũng không phù hợp với tất cả đại bộ phận số đông, bởi vì rằng là mỗi người có một cách chơi, một cách suy nghĩ khác nhau. Nhiều anh em cho rằng thì đồ ít tiền thì chỉ vậy thôi, hay rằng là đồ không nhiều tiền thì khó có thể mua xịn được. Thôi thì cứ mua trải nghiệm cái đã, không vấn đề gì các anh nhé. Quan điểm đến với em Hồng Anh thì dù các anh đầu tư nhiều tiền hay ít tiền, nhưng việc đầu tiên vẫn phải là chuẩn. Không làm mất thời gian của các anh nữa, hôm nay em sẽ xin phép giới thiệu với các anh một số những cái sản phẩm. Nếu các anh cảm thấy cái nào có phù hợp và đang cần cho cái mục đích chơi của bản thân thì các anh liên hệ với em. Số điện thoại 086-688-0998. Em Hồng Anh đều miêu tả rất là kỹ, cũng như rằng là nói đúng sự thật. Anh em nào cảm thấy phù hợp và cảm thấy cái món đó đang cần thì nên liên hệ sớm, bởi vì tất cả những cái mặt hàng của em Hồng Anh thường có một cái đặc điểm chung là chỉ có một hoặc là có một vài, nhưng mà thật sự rằng là thường là chỉ có một thôi, rất ít. Ví dụ những cái sản phẩm trong ngày hôm nay thì không phải là cứ có tiền là mua được. Tất nhiên rằng là nếu các anh không cần thì có tiền các anh cũng không quan tâm, nhưng mà nếu các anh đã cần thì đôi khi rằng là nên nghiên cứu sớm. Đầu tiên là một bộ giắc Rosea rất là đẹp các anh ạ. Hàng Anh chuẩn xịn nhá các anh nhá. Và có cái lỗ đút dây cực kỳ lớn, lên đến 9 ly các anh ạ. Không phải cái giắc nào nó cũng có cái lỗ đút dây lớn đến như vậy đâu. Hàng Anh rất là đẹp, cắm rút rất là chặt chẽ, mọi thứ chuẩn chỉ. Nói chung rằng là các anh ấy yên tâm chơi và trải nghiệm. Bên trong thì là bằng đồng và rất là nặng các anh nhé, hàng nặng trịch, chuẩn xịn để cho các anh có thể chơi và sử dụng. Đó, các anh có thể thấy, em tháo ra cho các anh nhìn. Bộ giắc đã qua sử dụng các anh nhé, và chỉ có duy nhất một bộ thôi. Đôi khi kiếm một bộ thứ hai như thế này thì chắc là các anh yêu cầu em cũng không... em cũng không kiếm được các anh ạ. Kể cả các anh là có nhiều tiền thì cũng không mua được. Chỉ có duy nhất một bộ cho anh nào có duyên nhá, và cảm thấy nó phù hợp với lại cái dây của các anh đang chơi nhá. Một cặp dây tốt thì chắc chắn là cần một bộ giắc xịn rồi. Giắc Anh chuẩn xịn và có cái mức giá là 1,1 triệu. 1,1 triệu cho 4 cái giắc này các anh nhá. Các anh cần chơi thì liên hệ em. Hàng rất là đẹp, các anh có thể thấy. Giắc cũ nhưng mà chất lượng vẫn còn rất là tốt. Ok, ngoài giắc thì em sẽ đi giới thiệu những cái sản phẩm khác. Trong clip ngày hôm nay em xin phép được giới thiệu với các anh một số những cái đoạn dây ngắn để cho các anh phục vụ những cái mục đích riêng. Em sẽ nói ở trong clip ngày hôm nay. Đầu tiên là dòng dây cực kỳ hiếm và đảm bảo là nếu mà đã có cơ hội trải nghiệm thì sẽ thấy là đây là một cặp dây vô cùng tốt và giá trị các anh ạ. Dòng dây cáp thóc em đã từng nói rồi, bản 3.1S tức là bản silver các anh nhá, và hàng chuẩn xịn made in England. Dây cổ rất là chất lượng và có em còn hai đoạn có cái độ dài là 50 phân,
tức là tổng độ dài là 1 mét các anh nhá. Mục đích sử dụng thì các anh có thể dùng cho dàn mini nếu mà các anh để cạnh nhau, hoặc là các anh làm đi thùng loa, hoặc làm cầu loa nhé. Làm cầu loa tính ra là rất là ngon, bổ rẻ, hợp lý. Ví dụ như là cầu loa thì các anh sẽ làm được thành 2 bộ các anh ạ, ví dụ như vậy. Hoặc là để nối phân tần vân vân, cái đấy thì phụ thuộc vào cái mục đích chơi cá nhân của mỗi người. Dây anh chuẩn xịn và sản xuất tại Anh với cái lõi là được mạ bạc thật, các anh có thể thấy trên hình đây, trên clip đây, lõi mạ bạc thật các anh nhá, chất lượng rất rất tốt. Mức giá là 580.000 cho 2 đoạn dài 50 phân dây anh nhá. Thì các anh xem phù hợp thì các anh bảo em. Và em có rất nhiều cái đoạn ngắn của dây Vandenhulu. Các anh có thể nhìn là dây em có 8 cái đoạn này nhá. Lõi mạ bạc thật và là dòng dây van cổ, dây rất là tốt. Cũng như là dòng cáp thóc thôi. Độ dài là 50 phân, các anh có thể sử dụng và tùy vào mục đích của các anh. Làm dây loa, đi thùng loa, phân tần hay cầu loa. Những cái dòng này họ làm cầu loa cũng rất là nhiều nhá, và giá không hề rẻ đâu các anh nhá. Em để nguyên cho các anh về nghịch ngợm và cho các anh chơi. Thì em đang để với mức giá là 180.000 cho một sợi nhá. 180.000 cho một sợi dài 50 phân như thế này. Các anh cảm thấy rằng là cuộc chơi cần như thế nào thì các anh bảo em. Lõi mạ bạc thật. Dây van cổ dòng cao cấp nhá, từ dòng dây T-Check ra, các anh có thể nhìn. Và là hàng xịn chính quốc nhá, chứ không phải là sản xuất ở Trung Quốc. Vandenhulu The T-Check, một trong những cái dòng dây tốt và không phải lúc nào cũng có lẻ như thế này để cho các anh mua đâu. Mức giá cũng khá là hợp lý. Tiếp theo trong clip ngày hôm nay, em xin phép giới thiệu với các anh vẫn là dòng dây cáp thóc mà là bản khá là hiếm. Cáp thóc 4.1 made in England và có cái hướng mũi tên. Thật sự là nếu mà cái dòng dây này mà không có chữ ở trên dây thì 100% là sẽ không thể phân biệt được là đây là dây cáp thóc hay là dòng dây nêm. Nêm 5 các anh nhé. Sẽ có cái bên hình dáng bên ngoài là một này. Cái vật liệu cốt lõi lõi ở bên trong cũng như rằng là đặc tính là đều giống nhau. Nó sẽ hơi cứng một chút các anh nhá. Gõ vào nghe cũng giống như vậy. Nêm 5 cũng y hệt như vậy các anh nhá, dây khá là nặng. Sợi dây này có cái độ dài lên đến là 5,4 mét. Nếu mà chia ra thì khá là thoải mái ở trong cuộc chơi, có thể dài lên đến 2,7 mét một vế các anh ạ. Dây cổ, dây rất là cổ nhá, hàng chuẩn xịn. Cáp thóc và nêm là cùng nhà máy, cùng chung từ một nhà máy mà ra, bởi vậy rằng là nó khá là giống nhau. Các anh có thể nhìn cái lõi dây bên trong, chất đồng cổ, chất âm rất là tốt, sạch sẽ, vững vàng, mọi thứ cân bằng. Một cặp dây loa anh rất là đáng chơi và không phải lúc nào cũng có. Bởi vậy rằng là nếu mà các anh cảm thấy phù hợp thì các anh nên tìm chơi các anh nhé. Các anh có cái mức ngân sách vừa phải, muốn trải nghiệm chất dây anh nói chung, hoặc là chất cáp thóc nói riêng, hoặc rằng là muốn trải nghiệm xem rằng là dây xịn thì nó hỗ trợ và cải thiện hay là giúp ích như thế nào, thì các anh có thể nghiên cứu tìm chơi. Dây này thì có cái đặc tính rằng là trung âm, rộng rãi, sạch sẽ. Giữa các cái giải thì đạt được cái sự cân bằng, cũng như rằng là hệ thống bớt âm y, màu âm rõ nét hơn, nghe hệ thống hài hòa và nghe được lâu hơn mà không cảm thấy mệt mỏi. Dây đang có cái mức giá là 2.800.000 cho cái độ dài là 5,4 mét, nhưng mà em đang giảm giá cho anh em chơi với mức giá là 2.600.000 các anh nhé. 2.600.000 thôi, không bao gồm đầu rắc, bởi vì rằng là mỗi anh em sẽ có một cái nhu cầu chơi về đầu rắc khác nhau. Nếu mà các anh cần chơi như thế nào thì các anh liên hệ với em. Còn nếu mà các anh muốn tiết kiệm chi phí nhất có thể thì các anh có thể chơi nguyên cái đồ dây không như thế này. Sau này nếu mà cảm thấy rằng là hợp lý và hài lòng, muốn cảm giác là muốn cho cái sợi dây nó hoàn thiện hơn nữa, thì có thể mua thêm đầu rắc để lắp sau vào, hoặc là chuyển em để em thi công đầu rắc cho các anh. Tất nhiên rằng là đấy là cái giải pháp của em Hồng Anh đưa ra để
tối ưu nhất, cũng như rằng là nghĩ đến cho các anh nhất thôi. Chứ còn nếu trong trường hợp mà các anh cần em làm luôn đầu rắc như thế nào thì có thể bảo em luôn cũng được nhé. Rồi, em sẽ bỏ cặp dây loa sang một bên. Ở trong clip ngày hôm nay tiếp theo nữa sẽ là một cặp dây tín hiệu và chưa bao gồm đầu rắc. Em Hồng Anh thì cũng không hay bán kiểu dạng như vậy, thế nhưng mà sẽ có nhiều những cái sản phẩm bán như thế này sẽ giúp cho cái giá thành nó hợp lý hơn, hoặc là các anh đã có cái đầu rắc sẵn rồi, hay chỉ đơn giản là muốn mua dây không để trải nghiệm xem cái chất dây xịn nó như thế nào. Ở đây em có một cặp dây đến từ thương hiệu Isoc. Thương hiệu Isoc thì em cũng đã bán khá là nhiều rồi. Và đây là dòng tham chiếu nhé. Hãng họ còn lắp cả những cái rắc rất là đắt tiền lên cái dây này. Dây cũng có kích thước tương đối là hài hòa, không bị nhỏ. So với lại các cái dòng dây cổ khác thì dây này không muốn nói là có cái kích thước nó nhỉnh hơn một chút. Về cấu tạo lõi bên trong thì gần như là giống đến 99% so với lại dây Atlas hay là dòng dây Pulsonic các anh nhé. Các anh có thể nhìn lớp chống nhiễu rất là hiệu quả, và một lớp lõi ở giữa dạng kiểu đồng trục. Em sẽ quay nét hơn để cho các anh có thể nhìn được rõ nét nhé. Đó, các anh có thể nhìn. Và một lớp bên ngoài để bảo vệ chống nhiễu. Nói chung đây là dòng dây mà hãng họ đã nghiên cứu rất là kỹ rồi. Một trong những cặp dây hay ở trong cái mức giá cũng khá là bình dân thôi. Cặp 1 mét này đang có cái mức giá là 1.300.000. Về các anh hãy tự lên rắc theo nhu cầu, hoặc là các anh có thể yêu cầu em Hồng Anh cũng được nhé. Tất cả mọi thứ em Hồng Anh đều có thể đáp ứng và phục vụ cho các anh được ở trong khả năng của mình, trên tinh thần là làm sao cho cuộc chơi được tối ưu, được hiệu quả nhất. Vỏ cao su dai dẻo, chống gập gãy, chống biến dạng. Dây cam kết là chuẩn xịn Anh 100%. Các anh yên tâm chơi và trải nghiệm. Em sẽ bỏ sang một bên để ở cuối clip ngày hôm nay sẽ nhắc đến một cặp dây loa có cái kích thước cực kỳ khủng và giá thành thì lại rất là rẻ so với lại cái kích thước của nó. Dây loa quét các anh nhá, nhìn thôi cũng đã thấy khá là gấu và đẹp rồi, và có cái độ dài là 1m8. Anh nào mà không cần dài thì có lẽ đây là một cái cặp dây tương đối là ngon, đạt cả về chất âm lẫn hình thức, nhìn thôi đã thấy gấu các anh ạ. Không có nhiều những cái dây loa hãng xịn mà có cái kích thước lớn như vậy các anh nhá, không có nhiều đâu. Còn hàng Trung Quốc thì họ cũng rất biết cách đánh vào tâm lý của người Việt Nam là thích to, không phải lúc nào cũng có to. Đây là dây chuẩn xịn các anh nhá, hãng quét, made in the UK, hàng UK, với cái bản BY các anh ạ. Bản BY 4 lõi, các anh có thể chập lại, các anh có thể chập lại là 2:2 hoặc là 2:4 hoặc là 4:4 tùy vào cái nhu cầu. Cái cấu tạo lõi của hãng thì họ làm vô cùng là cẩn thận. Các anh có thể nhìn này, được xoắn quanh một cái trục bằng nhựa ở giữa và đánh dấu màu khác nhau để cho không bị nhầm lẫn. Các cái búi nhỏ này lại được xoắn lại với nhau và khá là mềm. Tất nhiên cũng không phải là mềm nhũn các anh nhá, không phải là mềm như bông. Lõi đồng. Nói chung rằng là chỉ nhìn cái cấu tạo dây thôi cũng đã đủ thấy rằng là cái chất lượng dây nó tốt rồi, cả về thẩm mỹ lẫn chất âm. Anh em cần chơi thì bảo em. Dây đang được em chia sẻ là anh em chơi với mức giá chỉ có 2.600.000 thôi. Thật sự là cặp dây này nguyên tiền ship về thôi cũng đã tương đối là nhiều tiền rồi các anh nhé. Bởi vậy là cái mức giá đó là cái mức giá để cho các anh có thể trải nghiệm được cái dòng dây đến từ Anh, đến từ thương hiệu Quest, xem nó như thế nào. Cái cấu tạo của lõi khiến em vô cùng là thích thú và ngắm mãi không chán các anh ạ. Các anh cần chơi cái sản phẩm nào thì các anh bảo em nhé. Có lẽ là clip phải tạm dừng lại ở đây thôi. Sẽ ra được những cái clip tiếp theo ở trong những ngày tiếp theo. Các anh nhớ bấm theo dõi để tránh bỏ lỡ nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Biết đâu trong một ngày nào đó ở tương lai xa,
hoặc là tương lai gần, các anh cảm thấy những cái món nó phù hợp với mình, cũng như rằng là có duyên để trao đổi với em Hồng Anh, thì các anh cứ mạnh dạn, không ngại gì các anh nhé. Xin cảm ơn các anh. Với em Hồng Anh, việc các anh mua được món hàng thì là rất tốt, nhưng mà nếu các anh chưa mua được thì cũng không sao các anh nhé. Em hoàn toàn vui vẻ và rất là nhiệt tình để giúp đỡ các anh. Xin chào và hẹn gặp lại trong những sản phẩm sau. Xin cảm ơn.